Thời gian qua, nhiều người dân tại huyện Kim Động vui mừng phấn khởi bởi nhiều tuyến đường liên thôn liên xã đã được nâng cấp mở rộng, thuận lợi trong việc đi lại, giao thương, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân dân thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường phấn khởi vì Tết này được đi lại trên con đường mới. Tuyến đường huyện 72 có chiều dài hơn 1 km chạy qua thôn, nhận được sự hưởng ứng tích cực. Chỉ trong hơn 10 ngày triển khai việc làm đường, toàn bộ nhân dân dọc hai tuyến đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, tạo điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Và trong thời gian chờ trải thảm nhựa đường, nhân dân đã vận động nhau đóng góp làm hệ thống đèn đường chiếu sáng và trang trí hai bên tuyến đường để đón xuân mới. Con đường này là con đường mà coi chúng tôi mơ ước từ xưa đến nay. Và sau khi con đường xong rồi thì chúng tôi lại rất phấn khởi là cái mùa xuân năm 24 lại bắt đầu đến. Chúng tôi đóng góp làm sao cho cái con đường này nó ngày càng đẹp hơn và nó thuận tiện đi lại hơn. Bà con trong thôn, trong xóm rất là đoàn kết và tương trợ nhau trong cái quá trình làm đường cũng như là trong quá trình xây dựng cái hệ thống cảnh quan chung. Bà con tức là nhiều khi tự động mang tiền ra để đóng góp. Đây là những cái gắn kết, cái sự đoàn kết chung của nhân dân trong xóm rất là phấn khởi. Năm 2023, thôn Đồng An được xã Toàn Thắng đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường trục chính của thôn với chiều dài hơn 1 km. Toàn bộ kinh phí làm đường được lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của địa phương. Con đường chạy qua nhà văn hóa và hồ điều hòa của thôn khiến cảnh quan, diện mạo làng quê nơi đây đổi thay rõ rệt, gây ấn tượng với bất kỳ ai ghé thăm. Người dân đã cùng nhau trồng hàng cây và hoa ven đường để tô điểm thêm vẻ đẹp làng quê. Chúng tôi bảo nhau dọn vệ sinh sạch sẽ và chỗ thì trồng cây, chỗ thì trồng hoa, làm thế nào cho con đường sạch sẽ và cảm thấy là cái phong cảnh của thôn lúc nào cũng đẹp và chuẩn bị đón xuân lúc nào xuân tươi phơi phới. Đây cũng là một thúc đẩy một cái phong trào của địa phương. Từ khi có con đường này cũng nhà văn hóa này, cái cao trào văn hóa văn nghệ cũng như tinh thần đời sống của bà con rất là phấn chấn. Trong năm 2023 thì xã đã xây dựng 3 tuyến đường, tổng chiều dài là gần 3 km, tổng kinh phí là trên 9 tỷ đồng. Trong năm 2024, Ủy ban xã sẽ tiến hành tiếp tục đầu tư 3 tuyến đường nữa, là các tuyến trục chính của các thôn trên địa bàn xã để nhằm phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, huyện Kim Động đã triển khai đầu tư xây dựng được 81 công trình giao thông, bao gồm đường huyện, đường trục xã, liên xã, đường thôn xóm và đường ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, với tổng chiều dài trên 50 km, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông phát triển không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong sản xuất sinh hoạt, mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Kim Động thêm khởi sắc.